Chào hai em. Dạ, em chào chị Hồng Vân. Em chào anh Quốc Thuận ạ. Em tên là Nguyễn Lưu Hoàng Quân. Năm nay em 31 tuổi. Em đến từ Phan Thiết. Thế còn em? Em tên là Trịnh Hoàng Tường Linh. Em 28 tuổi. Hiện là em đang là chuyên viên chăm sóc khách hàng cao cấp, cũng là của một công ty bảo hiểm luôn, nhưng mà khác với chồng em. Nhưng mà em có phải quê Phan Thiết không? Em gốc Hải Phòng, nhưng mà em vào đây từ lúc em nhỏ rồi. Vậy thì sao mà các bạn lại gặp nhau ta? Hồi trước em có đi dạy Anh Văn, thì vô tình một ngày đẹp trời thì có một cuộc gọi điện thoại tới cho em. Nói là chị ơi, em là bạn của Chính, thì Chính là một học sinh của em hồi trước. Em muốn gặp chị để tư vấn về một cái gói tài chính gì gì đó, chứ bạn nói rất là dài. Cái bạn đó mới hẹn em ở một quán cà phê. Thì khi mà em tới thì em thấy cái bạn đó với chồng em. Đó, thì hai người ngồi ở đó thì em tới trễ tắc tầm 30-45 phút. Thì tới đấy hai người mặt chồng vặt. Xong rồi thì em cũng kệ thôi chứ sao. Tại vì em thấy là không quen biết chắc cũng không sao đâu. Thì ngồi nói chuyện, anh này cứ hỏi rồi trả lời. Như kiểu lúc đó là người ta đang tìm hiểu về em để coi sao. Thì sau một hồi nói chuyện thì anh này anh mới nói là thôi bây giờ anh không bán bảo hiểm cho em nữa. Anh quyết định là anh sẽ mời em về làm cho anh. Tại vì em nói nhiều hơn anh, em nói ghê quá. Bắt đầu từ đó thì em mới vô công ty của anh này làm. Dạ. Nhưng mà cái ấn tượng đầu tiên của em về anh này là gì? Sao ta, em thấy anh xấu à. Anh xấu mà anh đen mà anh ấy mặc áo vest, em thấy giống đa cấp dễ sợ. Trời ơi. Nhưng mà như vậy lý do gì mà đi theo người ta về công ty để mà làm trời? Anh ấy nói giọng rất là nhẹ nhàng là một. Cái thứ hai là em dạy 3 năm và em thấy em hơi chán công việc của mình. Và em cũng nghĩ là mình thử thay đổi công việc coi như thế nào. Nhưng mà Quân ơi, nếu như cái người phụ nữ đó không xinh đẹp như là vợ em á, lúc đấy thì em có mời về không? Có mời không? Dạ đương nhiên là khi mà chọn lựa ứng viên á thì cái tiêu chí của em cũng khá là khắt khe. Tại vì thấy cái cô này thứ nhất cổ là giáo viên, cái cách ăn nói của cổ rất là khéo. Nhưng mà khi bây giờ cổ về làm chung với em rồi, dạ, thì lúc đó là em đã có tình cảm, có tình ý gì với cổ chưa? Dạ thực sự là lúc đầu tiên khi mà nhìn thấy cô đó là em đã có một cái cảm tình, cái ấn tượng rất là tốt rồi. Nhưng mà em chỉ nghĩ đơn giản là chỉ tập trung vô công việc thôi. Nhưng mà em là sếp trực tiếp của cổ. Dạ đúng rồi. Rồi đến khi nào ổng mới cua em? Đâu em cua anh mà. Khi vô công ty thì anh này rất là nghiêm túc nhưng mà rất là nhiệt tình. Tức là em thấy là đây là một người rất là sống rất là tình cảm. Cái xong rồi bỗng một ngày đẹp trời, vô tình có một bạn, em không biết bạn này là bạn nào hết. Hôm đó thì bạn kia bạn lại ngồi bên cạnh anh ấy luôn. Em thắc mắc ở đây là ai vậy ta? Theo hồi sau giới thiệu thì bạn đó là cái bạn chia sẻ kinh nghiệm gì đó thôi. Em cũng kệ, em hôm qua ở chắc thì nó chia sẻ kinh nghiệm xong rồi thôi. Cái xong rồi đến vài ngày sau thì team em tổ chức đi Long An. Thì em bỗng le ló em thấy ở đằng xa xa anh này đang quạt lò. Bạn kia dậm dậm mồ hôi. Đó. Xong rồi nướng xong thịt. Thì mình ăn thì em ăn của em thôi, em đâu đút cho ai đâu. Bạn đó lấy thịt đút cho anh. Anh ăn có vừa miệng hôm, anh ăn có ngon hôm, hỏi hoài. Thực lúc đó là thấy rất là khó chịu. Em mới về nhà em mới nhắn tin cho anh này. Anh có bạn gái mà anh không nói cho em biết. Anh nói anh là người đơn thân, anh không có bồ đâu. Thì anh này anh mới nói là không phải đâu. Cái bạn đó là cái bạn mà thích anh. Thích anh cũng lâu rồi nhưng mà anh không thích. Thì lúc em mới nảy ra một ý định. Hay là mình cua ông này đi. Để con nhỏ kia cho nó khỏi quen mày luôn. Cái là em mới nhắn tin em cua. Em thì vô cùng dễ thương. Anh ơi anh ăn gì chưa? Rồi hôm nay anh có thấy mệt không? Rồi công việc sao? Tức là em cứ rủ rì ngày nào cũng làm như vậy. Thì bỗng một ngày đẹp trời em nhắn tin. Anh ơi hay là mình quen nhau đi, em thích anh rồi. Em nói thẳng như vậy luôn. Anh nói với em là để anh suy nghĩ. Thay vì người ta hồi trước là em cua ai là dính người đó, không bao giờ chật. Cho suy nghĩ mấy ngày. Trời ơi, thay vì như người ta là suy nghĩ hôm sau hay hôm nào đi, 2-3 ngày em thấy cạn niềm hy vọng luôn rồi. Đến ngày cuối cùng là anh ấy chở em về. Trong là sao bực dọc em khó chịu. Em mới nói là anh có biết hôm nay là ngày gì không vậy? Kêu ông kêu là ừ thì bình thường. Thì hồi anh ấy mới kéo tay em lại. Cái xong rồi là quen đó. Là cái gì kéo đó ôm gì? Đúng rồi, tức là em ôm. Mà không nói gì hết. Không nói gì hết. Ý kiểu như em, mày hãy tự hiểu đi, tao đi để lại tao quen mày đó. Tao đã chịu rồi đúng không? Tao chịu rồi đó. Có phải là do em ém không? Cái em xài chiêu hay là thực sự là em đắn đo thực sự? Đầu tiên thì thật sự là em cảm thấy không hợp ngay từ đầu rồi. Nên em cũng nghĩ là cô này cổ tán mình cho vui thôi. Dạng như cô em chơi qua đường thôi đó. Nên em từ chối thẳng thừng ngay từ đầu. Nhưng mà sau đó thì cổ cứ nói thích hoài à. Nên thành ra là em mới kêu có khi nào thích thiệt hay không. Thì em bắt đầu em mới suy nghĩ. Em mới kêu là hay là thôi giờ không quen ai cứ quen đại đi. Rồi thử tới đâu tới khi nào bỏ thì thôi quen người khác đó. Em chỉ nghĩ vậy. Rồi coi như là cái kể từ cái ngày đó coi như là chính thức quen nhau đúng không? Hai đứa quen nhau được 2 tuần thì hôm nay em ở nhà em nhắn tin cho anh định bao giờ thì ấy em vậy.
cái anh mới hỏi em là ủa em muốn ấy là em ấy thì sao? Cái xong rồi anh nói là ừ thì anh cũng định ấy em rồi, nhưng mà anh thấy là anh phải tìm cái dịp để anh ấy em cho nó đàng hoàng xíu. Lúc mà em hiểu ấy là như vậy em sốc không? Dạ cũng có sốc chút. Sốc nhưng mà đã đúng không? Đã đúng không? Trước khi ấy thì các bạn có gì đó hồi hộp ngại ngùng không? Hồi hộp sợ không? Dạ sợ. Sợ gì không? Lúc đầu em cũng suy nghĩ chứ. Trời, có khi nào bắt mình đổ vỏ hay gì không trời? Tự nhiên đâu thể nào một người con gái họ chủ động được như vậy. Em cứ ngồi em nhìn cô em cười không à. Kiểu như khúc lãng mạn là khúc đưa cái mặt cho nhau rồi nè, là hai đứa lại cười, mà cái mặt anh mắc cười lắm. Thà là như người ta là người ta lim dim hay sao không? Anh chọn cho nhìn em như nào em mắc cười gần chết luôn, em cười hoài. Lúc đó sao đâu Quân? Tại vì mắt của cổ rất là to nên thành ra em khi mà kê sát lại gần cũng cứ nói mắt em rất là nhỏ. Nhỏ hơn mắt cổ rất nhiều nên tiếng khi gần em cứ mở mắt ra em nhìn. Rồi bắt đầu cái gì tới nó cũng tới đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi sau đó bên bao lâu thì các em mới cưới nhau? Lại một câu chuyện rất dài dòng nữa hả? Rồi. Cái tim của em có 9 người nhưng nó hứng lên cái mọi người nghỉ hôm đó chủ nhật. Cái có một con bé trong tim em là ở Đồng Nai. Nó nói là ở đây có một cái ông thầy lang, ông bắt mạch hay lắm. Cái bệnh gì em cũng biết hết á. Thì khi mà em với anh này vô khám thì ông bắt mạch cho em với anh này. Em thì ông kêu là ừ, nhìn con là mặt là xanh xao rồi nọ, chắc thầy nghĩ là chắc con cũng khó con nha. Còn anh này thì ông kêu là chắc con cũng lao lực mệt mỏi nhiều nên là chắc con cũng khó con. Thành ra là hai đứa phải rất là hoang mang. Cái em về em mới suy nghĩ, tại vì em là một người tuy là em suy nghĩ rất là thoáng nhưng em rất là coi trọng gia đình. Sau một đêm chằn chọc suy nghĩ, hôm sau em mới đề cập với anh này là bây giờ em nghĩ vậy nè, bây giờ mình ấy cho nó có bầu đi, mình ấy khi nào mình có bầu thì mình cưới, anh chịu không? Cái anh này mặt cũng giờ mình ấy khi nào mình có bầu thì mình cưới. Thế là từ đó thì hai đứa cứ ấy khi nào có bầu thì thôi. Thì rất là may mắn đó là vài tháng sau thì em có bầu. Cái xong hai đứa cưới là đến tháng 11 năm 2017 là tụi em cưới nhau. Lúc đó là em đã có bầu được 4 tháng gần 5 tháng rồi. Sau khi biết có bầu thì ảnh là người chủ động cầu hôn em đúng không? Cái khúc cầu hôn là từ 1 tháng sau khi quen nhau rồi. 1 tháng sau là 14 tháng 2 thì gần đến ngày đó anh mới nói là em thích quà gì anh tặng. Cái em mới nói là bây giờ anh mua nhẫn cầu hôn em đi, từ nhỏ lớn em chưa ai cầu hôn em hết. Cái em cũng chỉ là một câu nói đùa vậy thôi. Cái anh cầu hôn em thiệt. Cầu hôn thiệt. Anh mua thiệt. Sao? Cầu hôn sao Quân? Dạ thì em chỉ nghĩ đơn giản là cô kêu mua nhẫn cầu hôn, tại vì vốn dĩ là từ trước giờ em cũng chưa có mua nhẫn để cầu hôn ai hết. Xong rồi sau đó thì em có nhờ một bạn pha chế trong đó làm một cái ly cà phê, trên đó có khắc cái chữ là Will you marry me. Cái will you marry me nó ghi sai chính tả. Trời ơi em đọc hoài, em ngồi nhìn cái ly cà phê hoài luôn. Mà em là dạy anh văn. Anh này không biết là anh nói với cái bạn kia ghi sao mà ghi sai chính tả. Nhưng em không có dám nói, em sợ anh quê. Là anh có nói câu nào đúng không? Cái mặt anh cũng đổ mồ hôi nhễ nhại, mắt anh cũng tròn tròn nhìn em rồi cũng đưa nhẫn rồi đeo thì em đeo thôi. Cái xong rồi đeo anh còn kèm thêm một câu. Anh kêu là mai mốt nếu mà em có lỡ mà em yêu thằng khác em chia tay anh á thì em trả lại anh cái nhẫn. Trời ơi. Quá thực tế. Đeo đeo nhẫn xong hai đứa ngồi uống cà phê, mỗi đứa ly nước uống xong rồi hết. Mà nói chứ cũng rất là lãng mạn đúng không? Đúng rồi. Cũng rất là hay. Chỉ có sai chính tả một chút thôi. Trong cái thời gian mà tụi em từ lúc quen nhau đến lúc cưới nhau á, có khi nào cãi vã, có khi nào chia tay nhau không? Trời ơi, một tháng quen nhau chia tay 880 lần. Trời ơi. Em chỉ cần nói một câu thôi là cũng cãi nhau. Cái thời gian mà quen nhau á, em có ghen không? Dạ có, tính em thì rất là ghen nhưng mà em ghen rất là đúng chỗ. Tại vì em có một cái yêu cầu thôi, có nghĩa là khi nhận lời quen em rồi thì đừng có đi chơi hay hẹn hò riêng với một người con trai khác. Em không cho phép điều đó. Nhưng mà cứ xảy ra hoài. Ủa kỳ vậy? Kiểu như là em nói dối quá nhiều lần rồi, em không thể nào em nói dối được nữa, em mới buột miệng ra lại cái miệng của em hại em. Hay anh định vị em đi để anh khỏi phải thắc mắc là em đi đâu. Tại vì anh ghen quá nhiều lần và anh định vị em thiệt. Là từ đó trở đi là em mà có đi ở đâu là anh cũng biết hết. Nhưng anh này thì anh thấy đi với trai là anh nghi ngay là em quen người khác. Ủa nhưng mà định vị sao biết là đi với trai? Ý là đang nhắn tin nói là đi ra nhà gì mà em biết nhà gì ở đâu. Cái bắt đầu em mở định vị ra em coi là nhà em với nhà cổ cách nhau tới hơn 10 cây số lận. Mà khi em mở định vị ra em coi thì thấy cổ đang gần nhà mình, cách nhà mình có 1 cây số à. Thế là em xách xe em chạy. Em chạy ra tới định vị đó, bắt đầu em ngó quanh hết. Em thấy đang ngồi ăn ốc với một bạn trai khác rất là tình tứ. Em chưa có làm lồng lộn gì hết, em lấy điện thoại ra em gọi, em gọi 5 cuộc không bắt máy một cuộc nào luôn. Em đứng nè, em đứng em chờ coi tiếp tục sẽ làm gì. Cái ăn ốc tính tiền xong cái lên xe người đó chở đi về tới nhà người đó luôn. Cái bắt đầu em mới lúc đó là
em theo tới nhà luôn mà. Em hỏi là bình thường á, em hẹn với anh 9 giờ em đòi về nhà, em nói là bố mẹ em khó lắm, mà lúc đó 11 giờ đêm rồi, với một người con trai khác. Em kêu em không chấp nhận được, em nói chia tay đi. Nhưng mà sao nên cuối cùng thì cuối cùng ở đâu chia tay đâu ạ? Tại sao, lý do, làm cách nào? Em không biết sao em nói hồi cái thành ra là anh sai. Em khóc rồi em làm tùm lum tùa lưa, em nói lý lẽ sao rồi cái văn chương em nó lai láng sao rồi anh thấy anh sai, anh xin lỗi em. Nhưng mà cái người con trai bạn khóc với em á là ai? Là bạn bình thường thôi. Nhưng mà tại vì em là cái tính em nó hơi đàn ông xí, thành ra là em chỉ chơi được với con trai thôi. Chứ em không phải là em có ý vì anh đó hay sao hết. Còn bây giờ còn định vị không? Dạ vẫn định vị. Là em có về gần tới nhà là em thấy là vừa mới định mở cửa là thấy anh đứng đang bật đèn anh chào em rồi. Đứng ngay trước cửa luôn. Rồi các em là cưới nhau được bao lâu rồi? Hơn một năm rồi. Hơn một năm, dạ. Bé được bao nhiêu tháng rồi? Dạ tháng sau là được một tuổi. Rồi bây giờ là đại hội vạch mặt nha. Có bao nhiêu chuyện xấu thì tất cả ở đây ai cũng muốn nghe hết. Mời Quân kể trước đó. Cô ấy có tật xấu gì không? Tật xấu thì em thấy là cô mua sắm nó hoang phí. Tại vì em cứ dặn đi dặn lại là đã mua cái gì là phải dùng. Mà cái tính của cổ là thấy đẹp là mua, bị cái bệnh là thích mua đồ lót. Mà mua đồ lót thường người ta đâu có cho thử, cứ mua về xong cái về nhà bắt đầu mới mặc, mặc xong cái thấy không vừa ý cái cất nguyên một ngăn tủ em soạn ra toàn đồ lót mới toanh không mặc luôn. Rồi cái thứ hai là rất là bề bộn, em dọn phòng sạch bông vậy đó, cái qua ngày hôm sau lại bày rất là bừa bộn và em cứ la hoài à. Hoang phí nè, bừa bộn nè, rồi còn gì nữa không? Khi mà cưới nhau về, tại vì lúc đó là vợ em cũng có em bé, cổ bị stress đó, khi mà mang thai thì cái nhan sắc của cổ ngày xưa rất là đẹp, thì khi mà có em bé rồi bắt đầu da nổi mụn, rồi tóc bị rụng, bị hói hai bên đầu nè. Nên cổ cứ bị áp lực tâm lý là mình xấu đi rất là nhiều. Nửa đêm thì cứ khóc vậy đó. Em đi làm cả ngày thì rất là mệt, mà về cứ thức đêm như vậy thì cả tuần mà cứ ngày nào cũng khóc vậy. Thì thật sự là em cũng bị áp lực và bị stress theo rất là nhiều, tại vì rất là mệt. Như vậy chắc cái chuyện kia chắc không có được đúng không? Dạ hầu như là ngưng hẳn. Em không cho đụng hả? Không, cái vấn đề nó rất là sâu xa. 3 tháng đầu vẫn bình thường, nhưng mà đến khi đến tháng thứ 4 em cảm thấy cái người em thay đổi rất là nhiều. Thứ nhất là em mọc râu. Em mọc râu mà nó lơ tơ như này là có thấy lăng quăng như này luôn nè. Có râu luôn. Mà lông chân mọc bên chân phải, bên chân trái không mọc. Đó, cái giọng em nó ồm ồm. Hồi trước giọng em rất là trong trẻo. Là bây giờ em cứ gọi rap là nó kêu alo anh đang đứng ở đâu rồi em tới liền. Trời ơi là trời. Là như kiểu em bị chuyển giới vậy đó. Đó trời ơi. Em buồn lắm. Chồng em là cứ nắm tay em rồi ôm ấp như người ta là cũng hơi rạo rực. Em không có rạo rực luôn. Em đơ ra thế này nè. Còn khi mà chồng em là hết cách rồi, cái hai đứa ngồi coi phim ấy chung với nhau, em hay gọi là phim hoạt hình đó, thì em cũng đơ. Anh này thì ở bên cạnh làm thấy ghê lắm, rồng lộn ghê lắm. Còn em cái bên này em không có cảm giác gì luôn. Mấy lần rồi em thấy anh ấy cũng hụt hẫng quá rồi. Thấy thương đúng không? Dạ thấy thương ghê luôn á. Tức là toàn phải đi tự xử thôi. Trời ơi tội nghiệp lắm. Là em thấy cứ đứng trong nhà vệ sinh lâu mà ra mặt thỏa mãn là biết là chết lên vô làm gì chồng. Con. Trời ơi em biết. Nhưng mà rất là thương, nhưng bây giờ không biết làm sao. Giờ làm sao giờ? Em mới dùng tình yêu thương. Em mới nói vậy anh. Thôi tạm thời là 9 tháng 10 ngày này thì hai mình là tình đồng chí đi. Rồi mai mốt cái tình khác thì nó có sau cũng được. Anh đừng có ra ngoài đi với ai nghe. Em buồn em khóc đó nha. Đó cái là anh kêu anh hứa với em là em không có ra ngoài với con nào hết. Là tới chỉ là cứ đi làm về là về nhà với vợ. Em rất là tin chồng em. Tức là chồng em rất là tâm lý là sợ vợ mình sẽ suy nghĩ này nọ. Nên là đi làm là về liền. Bây giờ còn giống hai thằng đàn ông không? Hay là coi nói như là nó nữ cũng không còn rồi. Được như trước nữa đâu. Nhưng mà ý là anh ấy rất là tâm lý ở chỗ này nè. Anh thấy em bị vậy và anh biết là em bị nội tiết. Anh mua sâm, mua sữa đậu nành, anh làm đủ trò để anh chữa bệnh cho em. Thì em cũng được cải thiện thật. Cái mụn trên người cũng bớt, rồi râu cũng rụng. Lông chân cũng rụng luôn, giờ chân em lá ngò không có miếng lông rồi hết. Rồi bây giờ tới phiên em đó. Tật xấu của anh ấy có gì không? Em thấy là vô cùng nhiều. Chồng em cứ buổi sáng mà em từ nhà vệ sinh bước ra ngoài là thấy một cái đống tròn tròn đây. Cái gì vậy? Là chồng em tụt quần ra để nguyên hình tròn đó luôn. Để nguyên những cái hình tròn như vậy luôn. Còn vớ thì một chiếc ở chỗ gần bình sữa của con, một chiếc ở trong cái hóc nào chắc chuột gặm hay tha gì trong đó đó. Có hôm đi làm còn mang chiếc này chiếc nọ tại vì không thấy cái chiếc kia. Nói chung là nó rất là lộn xộn. Với cả cái cách hai vợ chồng xưng hô nhau rất là mắc cười. Hai đứa thích thì bà với tôi, không thì bạn Quân với bạn Linh. Lâu lâu thì mày tao.
mày nhớ cái mặt mày nha mày, mày không có thương tao nha, hay là nói chung là kiểu rất là ọc ẹo nhõng nhẽo rồi đó. Mà chồng em cũng vậy luôn. Rồi áo lụa của em cũng mang ra mặc luôn. Chồng em là cũng hay đi tiệc công ty là thấy áo lụa của em đẹp đẹp, mà kiểu mặc kiểu Sơn Tùng MTP đó, là cũng mang ra. Em thấy anh mặc cái áo lụa em sao, trời ơi em hốt hoảng, em kiểu anh có BD không vậy. Em rất là nghi ngờ về giới tính của chồng em. Nhưng mà ngoài những lúc đó thì chồng em rất là men, rất là thương em, rất là đàn ông. Rồi bây giờ em mong muốn Quân thay đổi điều gì Linh? Tức là đừng có làm cái hình tròn nữa, nó mệt. Nói chung là gọn gàng xíu. Gọn gàng. Với thứ hai đừng có la em nữa, la em hoài à. Tính em nó vậy rồi, bây giờ sao có la. Ở nhà là ai kèo trên? Nói chung là cứ la qua la lại. Nhưng mà nói chung là bây giờ chỗ này em rất là nghe lời ảnh. Tại em thấy là bây giờ càng ngày thì em càng thấy là em yêu chồng em nhiều hơn. Tức là chồng em lo cho em rất là nhiều thứ, và chỉ cho em những cái mà em nên ghém ghém lại, em nên tém tém lại xíu, thì em sẽ được người ta yêu thương và người ta quý hơn. Rồi tôi Quân, Quân mong muốn Linh thay đổi điều gì? Em thì chỉ muốn Linh là tiêu xài bớt bớt lại xíu. Tại vì ở đây là hai vợ chồng cũng bắt đầu xây dựng một cái mái ấm và cần phải lo nhiều thứ hơn cho con á. Chỉ mong là tiêu xài đúng đúng mục đích. Dạ. Vậy thôi. Dạ. Mà chị hỏi nè, hai con em là con trai hay con gái? Dạ con gái ạ. Ừ. Con gái hả? Dạ. Thì chị nói em đừng thèm la, thèm la vợ em nữa. Em hâm. Dạ. Đồ này mà bà mua không hết tôi lấy tôi bận. Làm đó. Là vợ em sẽ phải điều tiết lại. Nói nè, tôi bận mà thiệt, con gái mà nó thấy, con gái bà đó mà nó thấy tôi bận vậy nè, mà nó có suy nghĩ gì bà ráng chịu bận hết cho chị. Dạ. Thôi nói chung là mỗi bên sẽ bớt một chút xíu để ngày càng hoàn thiện hơn. Dạ. Nha. Dạ. Thôi thì bây giờ chúc hai em nha, mãi mãi hạnh phúc như thế này nha. Một vài năm nữa sẽ có thêm một hoàng tử. Dạ. Rồi, cảm ơn anh.